Hello các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với Xám Ong Rừng. Hôm nay hai anh em lại tiếp tục đi lấy mật ong rừng các bạn. Hôm qua mưa các bạn. Hiện tại làm khói thì vẫn còn phải dùng cái kho để kho những cái bùn nhùi cho nó khô. Sớm lại kêu rồi, chắc khả năng tí lại chuẩn bị mưa các bạn. Hiện tại hai anh em đã thấy được một tổ các bạn ạ. Đây này. Thân cây này rất là to. Cái tổ này cái bầu mật dày lắm các bạn nhé. Bầu này khá là to. Những cái thân cây nào đủ ôm cái bầu mật. Thì thường thường là những cái tổ ong như này nó mới làm được những cái bầu mật siêu dày. Bầu này rất to các bạn nhé. Cây này không ôm được hết các bạn nhá. Không phải bé đâu. May mấy cây này nó kiểu nó nghiêng nghiêng các bạn. Nó thẳng đứng thì khả năng là cũng phải tìm cách khác các bạn. Đây các bạn ơi. Thân cây này. May mà cái tư thế như thế này thì lên thì cũng không khó mấy. Đây đây, cái tổ ong đóng ở cái đoạn trên, cái bầu mật siêu dày. Ý dồi, phê luôn. Anh trai thì mình đang ở bên kia làm khói. Làm xong thì mình sẽ lên quay cho các bạn xem nhé. Khói đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Hôm nay lên kiểu gì nhỉ? Hôm nay lên không biết là có khói đến trước hay không nhỉ? Chắc phải rút khói trước rồi. Không cần đâu. Mình sẽ đốt khói rồi mới lên các bạn nhé. Khói chắc không đến được vì gió nó thổi lên trên ấy. Bắt đầu lên các bạn nhé. Dù tháng nay mưa vẫn chưa lắm. Ôi thần cây này, nếu mà cái tổ ong này nó có mật ấy. Nói là hàng khủng ấy các bạn. Sẽ lấy máy ra quay cho các bạn xem. Ai dây gai này nữa. Sấm sét để kêu. Thân cây này đủ ôm luôn các bạn. Tổ ong này rất là to luôn. Hả? Bay á? Có đến rồi á? Ôi mình hùn các bạn ạ. Ô, từ nay mới có nhộng thôi. Ô, cái bầu mật bít nắp rồi các bạn. Thân cây này các bạn ơi, các bạn thấy gì chưa? Thân cây to quá không quay được thấy luôn. Mình biết mẩn như thế nào đây. Ây,
Mình sẽ ô cái bầu mật. Không có phấn nhỉ. Tủ này thì mới về các bạn. Bầu mật rất dày luôn. À, bên này chám vô rồi các bạn. Bầu này rất nặng các bạn nhá. Nó kiểu nó tròn tròn đấy. Đây cho các bạn xem cái độ dày này. Sợ chưa? Không có phấn luôn. Bầu mật. Này thì sao cắt được nhỉ? Cái thân cây nó to quá các bạn. Mình cúi xuống thì tay không tới được cái bầu mật hết. Giờ nhìn qua cái máy quay thấy nó bé thật đấy, nhưng mà mình ôm không hết này. Nhìn cái bầu này sướng các bạn. Màu mật vàng óng các bạn nhé. Ai sắm xét được kêu mà chắc không mưa. Giờ mình sẽ tiến hành cắt cây cao các bạn nhé, rừng già. Dưới này là có một cái khe suối, bên kia thì toàn là rừng già. Có khách đặt mật các bạn. Hôm nay mình ra cái chỗ này là có sóng ấy, thì khách gọi thì là mình có thể nghe được, nhưng mà đa số là mình vào rừng già ấy thì nó sẽ ít khi có sóng lắm, đâm ra nhiều khách hàng ở ban ngày gọi ấy thì nó không liên lạc được, thì buổi tối thì khách hàng nào có nhu cầu cần ấy thì cứ alo em nhé các bạn nhá. Rồi mật hết luôn này. Các bạn có thấy được không? Bầu này siêu dày luôn. Rồi bầu này thì nó hay bị vớ các bạn. Cái bầu này thì nó mềm. Ú, mật ở đây đặc nhở, đặc luôn các bạn. Mày cắt xong thì chắc chắn nó bị nát đi thôi. Cái bầu nó sâu xuống ấy, thì thường thường là mình cắt nó sẽ hay bị dập. Ông mẹ về nhớ rồi. Này tay không tới cái bầu cuối cùng, không đỡ được các bạn. Thế bây giờ này không đỡ được rồi. Ông lại về nhanh nhỉ.
sẽ bắt đầu bẻ các bạn nhé. Ôi dồi ôi, cái bầu này dày thế nhỉ. Ôi dồi ôi. Được các bạn. Bầu mật đẹp luôn. Đây các bạn. Nhưng mà cái ong mẹ hơi nhiều. Mình xé xem. Mình mở cho cái ong mẹ bay ra hết. Bầu mật đây các bạn. Siêu dày luôn. Bầu này nó kiểu nhìn nó bé bé mà nặng thế. Ôi giời. Yo. Cái to này xuống kiểu gì? Để mình sẽ dừng máy đi xuống các bạn nhé. Đây nó thiếu ánh sáng này. Vào gốc thì chắc chuẩn bị mưa các bạn. Quay tí cho các bạn xem cái bầu mật này, tròn tròn các bạn. Đó, các bạn xem cái độ dày này. Đó, bầu mật rất đẹp luôn các bạn. Giờ hai anh em lại tiếp tục đi tìm các bạn nhé. Tiếp tục một tổ các bạn. Nó phải ấm rồi. Có vẻ tổ này thì cũng là một cái tổ mới về thôi. Nhưng mà mình chót lên ấy, thì mình sẽ đánh các bạn. Để thì chắc là cũng chưa chắc là đến lượt mình được cắt sau này. Đấy các bạn. Tủ này cái số lượng ong thở ấy, phải nói là phải tầm 10 cân. Nhưng mà cái tủ này mình quan sát thì chắc mới rồi, chắc mới đang làm cái bầu mật. Đây này các bạn. Nếu mà không khó mình lên thì khả năng cái tủ này mình để lại các bạn. Mình nghĩ chắc chỉ cái đoạn trên này nó làm cái bầu mật thôi, còn bên dưới này thì chắc là chưa có sáp đâu. Toàn là cái ong thợ đậu ở đấy thôi. Ong thợ bây giờ từ cái thân cây này đậu lên đến cái đoạn trên kia ấy, thì nó phải dao động từ 1m7 các bạn. 1m6, 1m7 các bạn. Khủng khiếp luôn cái tổ này. Tổ này mà để được khoảng độ 15 ngày ấy thì nên đúng là vác mật nhằn răng luôn. Thôi, mình quyết định lên đánh các bạn nhé. Làm khói xong thì mình sẽ lên quay cho các bạn xem có mật hay không. Lên chỗ này cao quá, để hôm nào thì cũng khó mình lên thôi. Giờ mình sẽ làm khói bạn. Khói mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn nhé. Tủ này mình sẽ đốt khói rồi mới cầm lên thôi. Sợ nhất cái tủ này mình lên chưa đến nó bay đi. Vì cái tổ này nếu mà không bay ấy, tí mình sẽ quay cho các bạn xem cái số lượng cái ong thợ ấy nó dài đến cỡ nào các bạn nhé. Nhưng mà xem nó có được quay hay không, hay là mình lên thử cái đoạn trên này mình đốt mới được khói nhá. Đốt nhanh nó lại bay đi. Ê, cái kiểu cây cong cong này rất khó lên. Kêu ố sao lung lay đấy, không có sáp à? Chưa làm cũng đã lên rồi, phải hun xem có thì lấy, không có thì thôi các bạn. Trèo lên đến đây rồi.
đây. Thôi thôi khói. Khói đừng đến nhá. Ủa, bay á? Ủa, khói đến rồi. Chưa được quay các bạn. Chưa được quay, ố, có sáp rồi. Cái bầu mà ở trên này đấy. À, chắc mới tí sáp các bạn. Không to đâu. Nhưng mà mình thấy có sáp rồi các bạn. Có đây nó có rơi không nhỉ? Trèo lên xem. Tiếc thế. Ô bay à. Tưởng chịu bay mình nên quay cho các bạn xem cái đống ong mẹ này. Ố, là hai miếng. Lạ thế nhỉ. Nó làm hai miếng sáp cơ, không phải hai bầu. Hai miếng sáp. Đây các bạn có thể thấy ong vừa nãy là từ đây này các bạn. Mà tít trên kia này, nó sẽ dao động từ 1m7 các bạn. Sợ thật nhưng mà bây giờ bay mất rồi. Bên này này, nó vòng các bạn ạ. Đây này. Vòng thấy được hết. Ui tổ này mà để. Ôi chú. Thôi xong, giữ rồi các bạn. Tiếc thế, cái bánh tủ đặc biệt tí. Tủ này mà. Ai da. Để ở đây quay lâu thì nó giữ các bạn. Làm kích mình. Có vẻ không ổn ơ luôn. Tủ này ở đây lâu thì nó giữ các bạn. À, tủ này làm mật hết rồi. Ai dù. Nó bây giờ giữ đấy nhỉ. Ai dù. Biết thế mình không quay. Quay mạo hiểm này thì ong nó hay bị đốt lắm các bạn. À, tủ này giữ đấy nhỉ. Tủ này định làm hai miếng sáp các bạn. Đây này. Mới đang có tí nhộng bé tí mà được cái quả bầu bầu một đấy các bạn. Bên ố bên này phình ra đấy. Đây các bạn. Nó làm hai kiểu cái này này. Tủ này chắc khả năng là mình không dám tháo mũ ra rồi. Bị ăn 5-6 phát rồi các bạn. Đấy các bạn nhá. Kỳ lạ chưa. Nó làm hai miếng các bạn. May mà có mật. Rất nhiều các bạn nhá. Nhưng mà cái bầu này mình không biết cắt kiểu gì nó vì nó làm rời ra hai miếng luôn. Nó không có dính vào nhau. Đây các bạn. Bầu một rất dài các bạn nhé. Đây này. Vài cân chắc chắn các bạn nhá. Xem cái độ dày nhá. Đây, ui dồi được. Khá ổn các bạn nhá. Đây này. Cái đoạn dưới này mới dày này. Lần đầu tiên được đánh cái tổ ong hai miếng sáp. Làm hẳn rời ra luôn. Đây vì cái chỗ này nó có cái khe này. Không ổn cái tổ này. Một khi đã đốt nó có mùi các bạn. Cứ về đốt mình. Nhiều bác hay bình luận bảo là ong. Ong không biết đốt người. Có các bạn nha. Này đốt mấy phát vào tay này các bạn. Đây bây giờ nó đang vẹt tìa cái đầu của mình này các bạn, thấy chưa? Đấy, may mà có cái mú này thôi. Còn nếu mà đốt vào đầu thì không chịu được à mấy nháy đâu. À lôi. Này đốt kính này ha. À lôi. Này không trụ được. Ây da, tủ này càng ngày càng không ổn nữa các bạn.
Thôi mình cắt thôi, không dám ở lâu. Tiếc thế nhỉ, không biết có quay được thấy không. Ai yêu tấn công mình nữa các bạn ạ. Có vẻ ở bên dưới này là nhộng. Chúng một đứa bạn nha. Đấy. Cái này bây giờ mình cắt kiểu gì nhỉ? Ây. Ổn này. Khói thì mịt mù luôn mà con dứa này. Có vẻ hơi để khói đằng sau này cho. Ai. Hôm nay mà lại dưới này. Chắc có mùi rồi các bạn ơi. Giờ nó không sợ khói rồi. Không ổn rồi. Nó về tia mình rồi. Ai. Đốt chân bây giờ. Đốt đầu không đốt được. Bây giờ nó đốt. Đốt chân rồi các bạn. Cắt thôi. Ổn quá. Nhanh nhanh thôi thì nó ăn đủ. Để ý xem con dao con nhá. Ôi vỉa các bạn nhé. Mình dám ở lâu rồi. Ơ, ôi dù. À, khá khá các bạn. Ui. Đây mình không quay được tí các bạn nhé. Mình xuống kia mình mới quay cho. Giờ xuống được là may rồi. Giờ mình dùng máy xuống các bạn ạ. Chạy à, khỏi cái tổ ong này à. Siêu dữ luôn. Bầu mật này các bạn. Nó có hai lớp này các bạn. Nó to các bạn ạ, đây này. Thấy chưa, lạ chưa. Nó làm hẳn hai bầu luôn các bạn. Đây này. Màu mật vàng ống các bạn nhé, rất đẹp luôn. Phấn hoa thì không có đâu. Đợt này ong thì nó không có phấn hoa. Hoàn mật. Khá khá bạn nhá. Ở này không kém đâu, nhưng mà mới tội này, mới về thì nó chưa được nhiều mấy đâu. Giờ mình lại tiếp tục đi tìm các bạn nhá. Tiếp tục một tổ các bạn. Hai tổ này là thêm một tổ mới về. Không biết có sáp hay chưa. Đấy các bạn. Hôm nay ra cái chỗ này đúng là đánh mỏi tay rồi các bạn ơi. Giờ mình lại tiếp tục lên hôn tổ này các bạn nhá. Vừa nãy cái tủ kia là mình định để rồi. Cũng có mật rồi. Thì cái tủ này thì mình nghĩ chắc là cũng có ít rồi đấy các bạn. Giờ mình sẽ làm khói lên đánh cái tủ tiếp theo ngày hôm nay các bạn nhé. Chuẩn bị lên các bạn nhé. Tủ này mình sẽ không dám đánh giá thấp. Vừa đánh cái tủ kia là ăn đủ luôn các bạn. Chân thì đốt đỏ hết rồi. Tủ này mình sẽ đốt khói trước cho nó bay đi thôi. Cây này hơi khó lên này. Lằng ngoằng. Chắc cháy à. Cứ một tổ
2-3 cân là đánh được rồi các bạn. Đấy, lần này thì khói đi, còn sợ gì. Tổ bé mà chơi khói to, mà tổ to thì chơi khói bé. Anh ơi, con này rậm đấy nhỉ. Nên được đến tổ ong hay không á? Ai, khó nhiều đấy nhỉ. Bay rồi. Có sát chưa? Bên này sao dám sáng? Ừ, nhánh này mục hết rồi các bạn. À, đã làm à, tổ già rồi. Tổ này mất chúa rồi, già đen xì không có mật rồi. Tổ này già mất chúa ấy. Mất chúa nó không làm. Ừ, cảnh này sao lên được. Ơ, ừ, tổ này mất chúa. Tổ này mất chúa bạn. Tổ này già hết rồi. Này, hình như là khô mật rồi. Ê, cành này có sang được không á? Ủa? Bầu to đây nhưng mà hình như là khô mật rồi. Cái này không sang được rồi. Cành bé quá các bạn. À, mình kéo mấy cái cây tre này sang thôi. Hỗ trợ thôi. Ê, tổ này không ngờ nó lại già. Già hết rồi, đen xì các bạn. Cái sáp thối hết rồi. Có mật không á? À, có mật. Tổ này mất chúa bạn ơi. Khô mật rồi, không biết có khô hay không. Mình cắt thử xem. Không ổn các bạn. Tay không tới được. À, có mật dính dao các bạn. Thôi. Này, sao lấy được. Ai dù, tổ ong dữ rồi các bạn ơi. Có mùi chắc rồi. Để ý dao nhá. Khói không cháy. Ong đốt một lần là có mùi, giờ là dữ rồi bạn. Này không biết có cắt được, lấy được cái bầu không nhỉ? Giờ không thấy, là không biết là có mật hay không ấy. Ai không tới được. Ôi thế này hỏng rồi, hỏng
Nếu mà có mật thì chắc là cũng không lấy được. Để cái đoạn này xem. À, thế này thì hỏng rồi. Gì đây? Thôi không có gì đâu ạ. Thôi. Chúng này già khô hết. Không còn một tí nào thôi. Thôi không có gì đâu các bạn. Mình sẽ dừng máy đi xuống các bạn nhé. Tiếp tục các bạn nhá. Lại lên hàng nữa. Tổ này mình không nhớ là tổ thứ mấy rồi. Bắt mỏi tay ngày hôm nay các bạn. Đâu nhỉ? Đấy các bạn ạ. Đó. Ở đây thì không quay được thấy gió. Vì cái tổ này nó ở một cái địa hình phức tạp. Rộng rạp không thấy được các bạn. Đây các bạn ơi. Đây này, ở chỗ này thì thấy được một chút. Vẫn chỉ thấy được một chút thôi các bạn, đây này. Hôm nay hai anh em ra cái chỗ này thì bắt mỏi tay rồi các bạn. Muối ở đây cũng rất là nhiều, mà ong thì cũng rất nhiều luôn. Đánh mỏi tay là có thật ngày hôm nay. Giờ lại tiếp tục lên chiến đấu với tổ này các bạn ạ. Mấy cái tổ kia thì đốt mình thì có mùi, cứ đánh tổ nào bây giờ nó vẫn dữ. Bây giờ không dám đánh giá thấp rồi. Vì cái loại này một khi đã đốt ấy, nó có ngòi, nó có mùi đấy các bạn. Nó tiết ra những cái một cái mùi ấy, thì kể cả đi đánh tổ nào thì ngửi thấy cái mùi đấy thì nó vẫn dữ. Giờ mình sẽ làm khói ấy, lên đánh cái tổ tiếp theo ngày hôm nay. Ôi trời. Bắt đầu lên các bạn. Ây dù. Ồ. À may. May mà có hai cành. À thủ này chắc bay khói đến các bạn. Thôi mình hun các bạn nhé. Mình sợ rồi. Ờ, tổ này cái bầu dài thế. Chúng lớn rồi các bạn. Ê, tổ này. Tổ này mới đẹp này. Hả? Bắt đầu bít vài chấm. Bầu dài lắm cái tổ này. Ồ bít rồi. Ơi may mà mình nhỏ nhỏ các bạn. Nếu mà không cành này chắc là không dám lên. Có gì đâu được nhỉ. Ôi mình treo này. Khỏi chắc không kết được. À, nó cứ về tia mình à, chắc có mùi rồi. Cũng không ổn mấy các bạn. Thì mình đánh tổ nào đi. Nó vẫn dữ đấy nhỉ. Thì hình này thì cũng không dám quay nhiều rồi. Tạm quay tí cho các bạn xem nào. Bầu này rất dài các bạn nhá. Bầu này một cái túi bóng bây giờ không biết là có vừa hay không ấy.
đấy các bạn. Cũng là cái tổ mới về ấy, nhưng mà được cái quả bầu rồi các bạn. Dài này các bạn ơi. Bên này siêu đẹp luôn. Quay kỹ cho các bạn xem nhá. Đây này. Đấy, đẹp chưa? Bít nắp rồi các bạn nhá. Hôm nay mình đánh ong thì không dám tháo mú. Đợi mú các bạn ăn đủ rồi các bạn. Đấy các bạn ơi. Bộ mặt này siêu dài luôn. Bắt mỏi tay hôm nay rồi. Tay rồi các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Bộ mặt này siêu đẹp luôn. Bên này nhìn cái bông, cái màu mật nó đẹp các bạn. Đẹp cực kỳ luôn. Ong lại dữ rồi, ôi thôi. Cắt nhanh chạy thôi. Cái này không giữ được cái tổ ấy các bạn. Vì mới có tí nhộng thôi. Cái bầu nó áp cành hết. Alo, chúng mất rồi. Bầu này chắc cái túi không vừa đâu. Nhưng mà mình cố nhét thôi. Bầu này thì cái túi sao vừa được. Tổ này mà dày thì nó sẽ là một siêu phẩm. Tổ này cái bầu nó dài, nó không dày. Đấy, nói rồi không vừa ở đâu. Đây là còn một đoạn nữa các bạn. Alo. Dư thế này á. Ông về nhanh thế nhỉ. Biết mình có quay được thấy không ấy. Nó béo bạn nhá. Ôi dồi, cái bầu dạ ơ. Dài cái túi không cho được vào. Thế là lại bị gãy. Ồ. Đủ gãy không. Màu mặt rất đẹp luôn. Thường thường cái bầu mỏng ấy thì nó hay gãy lắm các bạn. Tổ này hết sức cố gắng vẫn bị gãy. Đây các bạn này, rất đẹp luôn này. Có vẻ hôm nay trúng lớn rồi. Giờ mình dừng máy đi xuống các bạn nhé. Vừa đánh xong các bạn. Về cái chỗ này thoáng mình quay cho các bạn xem nhé. Đẹp luôn các bạn. Cái màu mật này. Đợt này cái chỗ này cái mật nó sẽ đặc hơn một chút đấy các bạn. Nhìn có vẻ là cái mật này nó đẹp này. Màu mật vàng óng các bạn. Tổ thứ tư rồi các bạn nhé. Bắt mỏi tay hôm nay rồi các bạn. Tình hình này thì khả năng thì tí không biết còn được mấy tổ đây. Nhưng mà bây giờ thì chắc khả năng là mình xuống dưới kia đây các bạn. Bây giờ đang ở đỉnh đồi.
tiếp tục đi tìm các bạn nhé.